Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì mình sẽ đi vào một cái ngôi chợ vùng sâu ở tỉnh Hồ Bắc. Thì cái ngôi chợ này nằm gần với cái khu vực thị trấn Bỏ Hoang mà có một cái video mình đã quay qua rồi. Trước khi đi vào chợ thì cái xe của mình sẽ đậu ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ đi lại cái khu vực đằng kia để mình quay cho cô chú xem. Từ nhà mình mà chạy xuống đây hồi nãy giờ là mình chạy xe hơn 1 tiếng đồng hồ á. Cái khu chợ này thì nhỏ thôi, cũng cũ rất là nhiều năm rồi. Rất là nhiều gian hàng bây giờ cũng đóng cửa, không có còn bán nữa. Tại vì dân ở trong cái khu vực này không có còn nhiều giống như lúc xưa. Chỉ còn lại một ít thôn làng ở đây thôi, nên là cái khu chợ ở đây cũng không có đông đúc. Ở bên đây có một sạp thịt heo.
mình sẽ đi ra cái hướng này. Ngay chỗ này có bán bia này. Đây là một cái tiệm tạp hóa hơi rộng rãi hơn một chút. Bán bánh kẹo, nước uống, cái loại vật phẩm nào cũng có hết. Hồi nãy mình đi vô cái kia là mình đi vô, còn bây giờ mình vòng ra cái con đường này là để đi ra ngoài cái phía trước. Nhưng mà cái khu vực ở bên đây thì mấy cái sạp đóng cửa hết rồi, không có còn hoạt động nữa. Ở đây chắc một cái tiệm may nè, thấy có để làm máy may nữa. Cái khu vực chợ bên đây thì đóng cửa hết trơn mà không có còn hoạt động nữa cô chú ơi. Chỉ còn hoạt động ở bên cái khu bên kia thôi. Còn ở bên đây thấy đóng cửa hết rồi. Để giờ cô chú coi thì cái chợ này cũng cũ lắm rồi đó, cũng mấy chục năm rồi. Mấy cái sạp này đóng cửa, chắc cũng đóng cửa cũng lâu lắm rồi đó. Mấy cánh cửa nó cũng rỉ sét hết rồi. Hồi xưa mà cái nguyên cái khu này mà mở ra là sẽ đông đúc nhộn nhịp lắm. Tại vì cái thị trấn ở trên kia bỏ hoang rồi, nên là bây giờ lượng người ở đây cũng không có nhiều nữa. Ở đây chắc là một tiệm sửa tivi rồi nè, nhưng mà thấy cũng đóng cửa rồi. Hồi xưa cái khu vực này nghe chồng với mẹ chồng mình nói là rất là đông người, nhưng mà bây giờ ở trong đây người ta khai thác đất đá rồi bụi nhiều quá, người ta không có ở. Với lại một số nơi mà dính quy hoạch á, nên là người dân người ta cũng chuyển đi cái nơi khác người ta ở, nên cái khu này bây giờ rất là vắng vẻ luôn. Ở bên đây đi hồi nãy giờ thì có một cái tiệm mai này còn mở cửa nè cô chú. Cái tiệm này chắc nghĩ cũng rất là lâu đời, tiệm nhỏ nhỏ. Đóng cửa hết rồi. Nhìn cái cảnh này cũng thấy rất là buồn luôn ha cô chú. Ngày xưa rất là nhộn nhịp, còn bây giờ đi vô rất là vắng vẻ luôn. Mọi thứ nó đều thay đổi theo thời gian. Cái này hồi xưa giống như là một cái thị trấn vậy. Bây giờ người dân ở khu vực này chắc còn lại cỡ phân nửa. Yeah.
vắng vẻ lắm. Ngay đây có một cái nhà vệ sinh công cộng đó, thấy cũng được. Đi xa xa mà có một cái nhà vệ sinh gì cũng được. Đi lại cái khu vực ở đằng kia hình như cũng có buôn bán cái gì á. Đây cũng có một tiệm tạp hóa nho nhỏ nữa nè cô chú. Trời này thì mấy cái lá cây nó rớt xuống nhiều lắm, gió thổi qua một cái thì nó rớt dữ lắm, quét thì quét cũng không có kịp. Đây ngày xưa thì cũng một khu chợ nữa nè, nhưng mà bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, đóng cửa cũng muốn hết rồi. Ngay phía này có đất trống người ta tận dụng để trồng rau củ. Phía bên đó thì mấy cái nhà chung cư cũ cũ hồi xưa, nhà này thì cũng 4-5 tầng thôi. Nguyên cái dãy này là cái dãy chung cư. Đây nè, bây giờ mình sẽ đi tiếp lại khu vực phía trước. Hình như cái khu vực phía trước kia là có cơ quan làm việc nữa. Tiệm bán đồ ăn nhỏ nhỏ, bán bún bán mì gì. Vòng vòng đây cũng đóng cửa rất là nhiều luôn nè cô chú, toàn là mấy cái giống như là mấy cái tiệm hồi xưa, toàn mấy cái tiệm mặt tiền không, nhưng mà giờ cũng đóng cửa hết. Cũng rất là nhiều tiệm, nhưng mà bây giờ cũng đóng cửa gần hết rồi. Bây giờ sẽ đi ra, đi tiếp để quay cho cô chú coi. Giờ này 4 giờ mấy chiều mà vẫn còn nắng nữa nè. Alo. Ở ngay đây thì có một cái ngân hàng nhỏ nhỏ nữa. Cái chỗ này là cái bếp nấu ăn á, dầu mỡ á, nó chảy ra đen thui hết trơn. Mấy cái này là mấy quán nhậu, mấy quán đồ nướng á. Giờ giấc chiều thì người ta sẽ bán ở đây nè. Cái đồ quạt hút khói á, nó hút mấy cái dầu dơ đen thui hết trơn. Dài dài khu vực này là chung cư á cô chú, nên là ở dưới đây người ta đậu xe rất là nhiều. Phía này cũng có một cái đường để vô mấy cái tòa chung cư cũ. Phía bên đây cũng có cái đường vô. Thị trấn nè mà. Nhưng mà thị trấn ở đây là lâu năm rồi, nên là thấy mọi thứ nó rất là cũ kỹ. Thị trấn lâu đời. Đây. Đi chỉ đứng đây nhìn thôi, tại vì có tiền đâu đi vô mà gửi mà rút tiền. (Cười)
hồi lại phía trước nó đi đường vòng có ra được cái khu chợ đằng kia không nha ta, hay là hồi phải mất đi ngược trở lại không biết sao nữa. Ngay đây là một cái tiệm bán pháo rồi nè. Cô chú anh chị thấy mấy cái khoanh pháo không? Ở bên đây đám tiệc gì ta hay đốt pháo. Tới gần Tết đó nha, là mấy cái tiệm bán pháo bán dữ lắm. Nhà ai cũng mua pháo, pháo bông với lại mấy chai pháo cầm cầm á, cho con nít chơi là bán nhiều lắm. Chỗ khoảng nửa tháng rồi thôi, thấy cái tiệm pháo nào cũng bán rất là nhiều. Ở đây đường ghe nhưng mà không biết hồi ghe đi đâu nữa. Cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ gì nè cô chú, y như mấy cái tiệm tạp hóa mình coi ở trong phim hồi xưa vậy, nhìn cũ cũ mà nhìn thấy rất là đẹp. Cái tiệm này nằm ngay một cái cây cổ thụ ở trên rất là đẹp luôn. Cây này chắc tuổi đời cũng lâu lắm rồi đó. Bây giờ có khách vào mua đồ. Cái khu vực phía đằng trước này nè, có rất là nhiều cơ quan với lại nhà máy. Là con đường nó chén nhựa rất là rộng rãi, sạch sẽ luôn. Ở đằng trước đó nhiều nhà máy lắm đó cô chú. Giờ này có mấy chú này tan ca ra nè. Thôi mình không đi lên cái phía trước ở đâu, tại vì khu vực ở trên đó cũng toàn là nhà máy không à. Bây giờ mình sẽ đi ra, không có cái đường để quay qua cái khu chợ rồi cô chú ơi. Bây giờ phải đi ngược lại cái con đường này để đi ra. Hai bên cái khu vực này cô chú cũng có rất là nhiều hàng quán, nhưng mà bây giờ cũng đều đóng cửa hết rồi. Đóng cửa chắc cũng khoảng cả chục năm vậy đó. Cái khu này thì vắng vẻ hơn cái khu đằng kia nè. Cái khu đằng kia thì đi dài dài thì lai gai còn một hai tiệm, còn cái khu đằng này hầu như là đều đóng cửa hết rồi. Cái thị trấn này bây giờ rất là buồn, chỉ có mà đi lại cái khu vực ở đằng kia thì mới tập trung nhà dân chung cư thì thấy có người đông đúc một chút xíu, còn cái khu vực đằng này rất là vắng. Dân số ở đây thì không có còn nhiều nữa. Ngay đây là có một cái đồn cảnh sát, nhưng mà cái đồn cảnh sát này bây giờ cũng đi di dời chỗ khác rồi, chỗ này cũng bỏ trống luôn. Chắc là di dời lại cái khu vực tốt ở đằng kia nữa. Mình chỗ này thì bỏ trống cũng lâu rồi. Đi vào cái khu này cảm thấy rất là buồn luôn. Ngay đây nguyên một dãy hàng quán đóng cửa hết luôn. Mình sẽ đi ngược lại khu vực đằng kia để lấy xe chạy về.
đó, nãy giờ thì mình cũng quay vòng vòng hết cái thị trấn nhỏ nhỏ này rồi đó cô chú. Cô chú anh chị coi đó, bây giờ mình sẽ đi ngược trở ra để lấy xe chạy về. Cái bác này hình như đi làm á, giờ này về á, thấy quần áo dính bụi chắc là đi làm á. Ở bên Trung Quốc này mấy người già già người ta vẫn đi làm, người ta làm khi nào mà làm hết nổi nữa người ta mới nghỉ. Ai cũng rất là cần kiệm á, làm vất vả nhìn thấy rất là thương. Cái này ngày xưa là một cái trạm xe buýt, cái xe mình đậu ở đây, bây giờ sẽ ra chạy xe về. Giờ này gần 5 giờ rồi, chạy về tới nhà chắc 6 giờ mới hết tối.